Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food Channel. Đó, các bạn xem củ kiệu sau khi mình lấy ra rồi các bạn. Nhìn rất là ngon đúng không các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nhé. Đây cái cây củ kiệu lớn đi các bạn, để xem cái mức độ giòn như thế nào các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món củ kiệu ngâm mắm đường để ăn Tết nha các bạn. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có, cái đây là mình sẽ mua củ kiệu Huế này các bạn. Cái này mình mua là 60 ngàn một ký này. Đối với cái củ kiệu Huế này các bạn thì các bạn ăn nó sẽ có cái độ giòn và độ dai rất là ngon các bạn. Đối với cái củ kiệu thì các bạn có thể ra làm rất là nhiều món các bạn. Có thể là các bạn làm món củ kiệu hâm muối đường, củ kiệu ngâm chua. Và ở đây là mình làm củ kiệu ngâm mắm các bạn. Thì cái sự hòa quyện của mắm với đường nó sẽ làm cho củ kiệu của chúng ta nó có vị thơm ngon hơn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị các cái công đoạn tiếp theo. Đầu tiên cái này là mình sẽ có muối hột này các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho muối hột vào củ kiệu này các bạn. Chúng ta sẽ cho một chén muối hột các bạn ơi. Nước vào luôn các bạn. Mình sẽ cho nước sốt củ kiệu thôi các bạn. Mình sẽ ngâm hỗn hợp củ kiệu với muối này trong vòng một buổi tối nha các bạn. Thì tầm khoảng là 12 giờ đêm. Tại sao chúng ta phải ngâm như thế này? Thứ nhất, chúng ta ngâm như thế này thì nó sẽ giảm đi vị hăng của củ kiệu các bạn. Và thứ hai nữa là cái vị đắng của củ kiệu nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và đồng thời nữa, củ kiệu của chúng ta khi chúng ta ngâm, thứ nhất là củ kiệu nó sẽ trắng hơn. Và thứ hai, củ kiệu nó giòn, nó rất là ngon nha các bạn. Giờ mình bắt đầu mình sẽ ngâm qua đêm các bạn ơi. Củ kiệu này mình đã ngâm qua đêm rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình bắt đầu chế biến công đoạn tiếp theo nha các bạn. Cái này mình chuẩn bị này, cần một cái thau này các bạn. Rồi chúng ta sẽ cho vào đây là một chén giấm nha các bạn. Tác dụng của giấm là nó sẽ làm kiệu của chúng ta trắng hơn các bạn. Thêm nửa chén muối hột các bạn. Bắt đầu mình sẽ chế biến kiệu này các bạn. Đối với củ kiệu như thế này là chúng ta sẽ cắt bỏ đuôi các bạn. Rồi mình sẽ cắt luôn, bỏ luôn cái phần gốc của nó luôn các bạn. Công đoạn tiếp theo là mình sẽ bóc cái lớp màng bên ngoài của kiệu nha các bạn. Đó, lớp màng này các bạn. Rồi củ kiệu mình đã cắt xong rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa sạch củ kiệu nha các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm củ kiệu ngâm mắm đường để ăn Tết nha các bạn. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có, cái này mình sẽ có 1 ký củ kiệu các bạn. Cái này mình mua củ kiệu Huế, cái này mình công đoạn sơ chế thì mình đã làm lúc nãy rồi các bạn. Cái này mình đã làm sạch rồi. Các bạn nhìn thấy củ kiệu trắng rất là ngon đúng không các bạn? Mình sẽ có đây là 2 củ cà rốt các bạn.
Đó, hai củ cà rốt này các bạn. Mình sẽ có đây 8 trái ớt, một chén nước mắm, mình sẽ có đây 3/4 chén đường các bạn. Rồi, bắt đầu mình đi vào sơ chế nguyên liệu các bạn. Mình sẽ cắt cà rốt các bạn. Mình lấy một cái dao bào để mình vào cà rốt nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ pha hỗn hợp nước mắm đường các bạn. Đầu tiên là mình sẽ cho vào đây 1,5 chén nước các bạn, nước lọc. Các bạn có thể sử dụng nước lọc hoặc là nước đun sôi để nguội cũng được các bạn. Cho vào đây toàn bộ chén nước mắm các bạn. Mình cho vào đây là toàn bộ đường. Đối phần ớt các bạn thì mình sẽ cắt. Mình sẽ chuẩn bị một cái hũ keo này các bạn. Cà rốt ở dưới cùng. Vào luôn các bạn. Cho hỗn hợp nước mắm đường vào các bạn. Hũ củ kiệu ngâm mắm đường mà đã ngâm rồi các bạn. Đó, các bạn nhìn rất là ngon đúng không? Đó, tuyệt vời các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại các bạn. Khi mình ngâm mắm thì nước mắm nó sẽ thấm vào củ kiệu, sẽ rất là ngon luôn các bạn. Đối với hũ củ kiệu ngâm nước mắm này thì trong vòng 2 ngày là chúng ta có thể ăn được rồi các bạn. Và chúng ta sẽ để rất là lâu, tầm khoảng là 1 tháng là vẫn ăn ngon nha các bạn. Đối với củ kiệu này thì mình không cần phơi, bởi vì mình sơ chế và mình làm liền các bạn. Khi chúng ta ngâm củ kiệu qua đêm thì nó đã hết cái vị hăng rồi. Và trong quá trình chúng ta làm, chúng ta sẽ giữ củ kiệu cho nó khô và thơm các bạn. Thì củ kiệu của chúng ta nó sẽ giữ được cái độ giòn lâu hơn. Hũ củ kiệu ngâm nước mắm đã được 3 ngày rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hũ củ kiệu ra cho các bạn xem nha. Wow, thơm lắm các bạn ơi. Rất là thơm mùi nước mắm các bạn. Mùi kiệu nồng nặc luôn các bạn. Rất là thơm. Đó, mình sẽ đưa gần cho các bạn xem nè. Đó, nhìn ngon không các bạn? Rồi giờ mình sẽ chuẩn bị một cái chén, mình sẽ lấy củ kiệu ra cho các bạn xem nha. Đó, các bạn xem củ kiệu sau khi mình lấy ra rồi các bạn. Nhìn rất là ngon đúng không các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nhé. Đây cái cây củ kiệu lớn đi các bạn, để xem cái mức độ giòn như thế nào các bạn. Mm.
kiều rất là ngon các bạn. Hết mùa hăng rồi các bạn ơi, vị cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn, rất là thơm ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử miếng cà rốt cho các bạn xem nhé. Ngày Tết sắp đến rồi các bạn, các bạn nhanh chóng làm củ kiệu ngâm nước mắm để ăn Tết nha các bạn. Món ăn này rất tuyệt vời, chỉ cần những nguyên liệu rất là đơn giản như là củ kiệu, ớt, cà rốt, nước mắm, đường để tạo ra một cái món ăn ngon để phục vụ cho ngày Tết các bạn. Đặc biệt là các bạn không có nhiều thời gian thì chúng ta có thể làm như thế này, chúng ta sẽ làm rất là nhanh. Rồi, clip của mình đến đây là hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình thì bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.